Reuters cũng đã đưa tin Peru mới đây đã có thể hồi hương 4.600 hiện vật khảo cổ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru Leslie Otea hôm 20 tháng 3 cho biết nước này đã nhận được 4.600 hiện vật tài sản văn hóa từ châu Mỹ và châu Âu, nâng tổng số hiện vật văn hóa được hồi hương trong 2 năm vừa qua lên đến 5.445. Các đồ vật được hồi hương từ Đức, Mỹ, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã được bàn giao. Trong đó thì các mặt hàng được thu hồi bao gồm quần áo lông vũ, hàng dệt và đồ gốm cổ.